xuống cỏ chia bèn chúng tôi. Rất là vui này, được phục vụ tất cả quý khách hàng thông thường. Hôm nay chúng tôi này thì bán lâu rồi, nhưng mà nếu chúng tôi có tô phục vụ năm này, đằng này, đằng đêm phục vụ năm rồi. Và đằng này là cho quý vị, quý chị chịu sản phẩm vào huyền thoại. Trước mình có 3 cam tô bán hết rồi, còn này còn đẹp nhất là cái con quý vị hay hỏi tôi ấy, thì con đó nó đang gần đây trên đường thật, nhưng con đó thì chúng tôi đã bán cách đây đâu đó khoảng 6 tháng rồi. Hôm nay thì nhà cũ đang lại cho quý chị bán, tôi vừa đăng tải lên kênh YouTube của bệnh sĩ cổ CVN. Những cái mẫu xe độc và lạ thì chúng tôi đều có cả, và nhất là những dòng xe nó vừa túi tiền, nhất là vừa những cái túi tiền mà của những anh chị em đang lập nghiệp và đang chuẩn bị lập nghiệp, thì chúng tôi đều có những sản phẩm tháo vừa cái túi tiền và ưng ý nhất để cho quý vị về lập nghiệp, để quý vị kiến thiết kinh tế của gia đình chúng tôi đều có rất là nhiều cái sản phẩm mà chúng tôi đã và đang đưa đến khách hàng trong thời gian qua, là những sản phẩm được chất lọc và cũng như được sự yêu quý của quý khán giả, quý bà con cô bác và quý anh chị xa gần đã tin tưởng để đặt niềm tin vào chúng tôi mua những sản phẩm mà chúng tôi đã bán ra. Thêm một lời cảm ơn, rất là cảm ơn đến tất cả quý khách hàng thân thương đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, và chính vì vậy thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình cũng như tạo lên cái uy tín để tìm và cũng như là đưa ra những sản phẩm nó hữu ích nhất, đầu tiên nhất và quan trọng bền bỉ nhất cho quý khách hàng thương thương, và đặc biệt là giá vừa phải nhất. Thì hôm qua đây thì mọi người cứ đăng ký kênh Máy Xúc Cổ Cement của chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ quý khách hàng mỗi ngày mỗi giờ. Cứ một ngày chúng tôi sẽ đăng tải là 2 video vào buổi trưa là 11:30 và buổi tối thì nó là đưa vào tầm khung giờ là 18:30. Như bản thân chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi phục vụ tất cả quý anh chị và các cô bác. Còn anh chị em mà muốn mua những dòng biết hơn cao cấp hơn thì có thể đến những đơn vị khác và chúng tôi mới được những cái sản phẩm mà cho anh chị em đang lập nghiệp còn.